Ừ, mấy tháng rồi? Ui, ui, chú, ui, chú. Ui, thấy chú Huyền Linh đen quá. Chú Huyền Linh làm nó khóc rồi. Mời Huyền cùng với bé con của mình đã gần được 1 tuổi rồi thưa quý vị. Thế nào? Trời ơi, thích quá à. Thế ba Nhân đâu? Ừ, không biết gặp. Trời ơi, cho tôi động cục vậy đi trời, sướng quá. Rồi, cho mượn micro cho bạn Huyền phát biểu chút nào. Huyền ơi, ông xã đâu rồi? Dạ, ông xã em đi làm rồi chị. Rồi, bé đây là Mỹ Kỳ. Dạ, đúng rồi. Ừ, mấy tháng rồi? Ui, ui, chú, ui, chú. Ui, thấy chú Huyền Linh đen quá. Chú Huyền Linh làm nó khóc rồi. À, quý vị thấy đó, đó là những cái niềm vui, những cái hạnh phúc của người thực hiện chương trình. Nếu có điều kiện tôi sẽ mời nhiều hơn nữa thưa quý vị. Và được biết rằng hiện nay còn rất là nhiều cặp đang yêu nhau và chuẩn bị đi đến những cái điều thiêng liêng nhất. Một lần nữa thì thay mặt chương trình chúc Huyền và Nhân hạnh phúc ha. Chúc bé Mỹ Kỳ mau ăn chóng lớn. Và chúc mừng Giang với Trang thật hạnh phúc nha. Happy birthday to you. Happy birthday. Ôi, mời em. Dạ, dạ, em chào chị. Xinh quá. Em tự giới thiệu em tên là gì? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Bích Phượng, năm nay 28 tuổi. Quê em ở Long An, làm nghề làm tóc. Nghề làm tóc, xin mời bạn Nam. Xin chào anh Quyền Linh. Chào bạn. Dạ, xin chào chị Cát Tường ạ. Chào bạn. Dạ, em tên Huy, năm nay em 29 tuổi, làm nghề tài xế ạ. Dạ. Lái xe gì? Dạ, chở ship anh. Chở ship lâu chưa? Được 3 năm anh. Đã hôm nay là em xin ship cho em được nghỉ để em đi bạn mới hẹn hò và ship nồng với ship nói cố gắng lên làm sao để có được một bạn gái. Về với ship đi ăn một đám cưới. Phượng giới thiệu một chút xíu về mình đi. Dạ. Ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng. Em cũng có hay thích hát. Cũng biết nấu ăn. Hát thể loại nhạc gì? Nhạc sến hay trẻ gì cũng có được chút chút. Rồi bây giờ mình tặng quý vị khán giả, tặng bạn bên kia một khúc đi, một đoạn nào. Dạ nào dạ dạ nhé. Em tặng chương trình một khúc trong bài hát Hãy Hát Lên nha. Rồi. Gió vẫn còn gọi mùa thu đến khắp trời, nắng vẫn còn gọi mùa xuân đến với đời. Này anh ơi xin đừng chớ lo âu, vì cuộc đời còn bao nắng ấm. Sóng vẫn còn gọi bờ cát trắng biên chiều, nước vẫn còn một màu xanh biếc thuở nào. Dòng sông xưa vâng ngàn năm trôi mãi trôi hoài về biển lớn. Trời, cảm ơn bạn. Rất là dễ thương. Nghe hát xong là thấy sao? Dạ, hay lắm anh. Hay không? Đi lái xe cho sếp suốt luôn vậy đó hả? Dạ. Sếp có cho thời gian là quen bạn gái không? Dạ cũng có. Có rồi, quen được mấy người rồi? Quen nhiều nhưng mà có cái là không ai yêu mình hết đó. Sao vậy? Chắc xấu quá. Quê bạn là ở đâu? Dạ em ở thành phố. Lái xe vậy rồi lấy vợ về rồi có lái cho vợ không hay là tiếp tục lái cho sếp? Nếu mà lấy vợ về thì có khả năng em mua xe chở vợ con đi chơi. Không lái cho sếp nữa hả? Dạ chắc nghỉ để làm để mở kinh doanh chạy thuê dịch vụ anh. Dạ. Muốn vợ dữ chưa? Dạ chắc cũng lắm rồi đó. Được thì cuối năm nay luôn anh. Phượng, bạn muốn tìm một người bạn trai lý tưởng của mình là người như thế nào? Dạ người đó phải coi như là chuẩn. Chuẩn là chuẩn gì? Coi như là không có lóc chóc á. Lóc chóc? Chuẩn chạc vậy đó chị. Bởi tôi nghe từ lóc chóc tôi không hiểu. Là coi như hả cười nói sùm vậy đó. Coi như là vui quá trớn á khi mà gặp những chỗ nào mà cần sự lịch sự quá. Dạ đúng rồi, nói chung là mất mà... lịch sự đó đúng không? Cái nào mình cũng vừa phải thôi, mình đừng có quá mức thôi. Mà cuối cùng là bạn Nam bên đó có lóc chóc không? Dạ cũng điềm tĩnh lắm chị. Đi với sếp chắc cũng không có lóc chóc đâu ha. Mình không có thích cái điểm nào ở người đàn ông? Hút thuốc chị. Bên kia có hút thuốc không? Chút đỉnh chị ơi. Chút đỉnh em... Ngày mấy gói? Ngày nửa gói. Trời ơi vậy là nhiều rồi đó anh ơi. Vậy anh sẽ giảm lại ngày 3 điếu. Mà anh có tóc quăn không vậy anh? Có quăn không anh Linh? Không. Anh Linh trả lời không kìa. Sao vậy tóc quăn sao vậy? Bạn hỏi vậy chi vậy? Tại em không thích tóc quăn lắm. Mấy người thường tóc quăn thấy em thấy hơi khó tánh chút xíu. Hên là tóc anh không quăn chứ em hỏi chán chợt hơn anh không có hên á. Cô này có mấy cái định kiến cũng lạ lắm nha. Lóc chóc tóc quăn rồi gì nữa, không thích gì nữa, nói luôn hơi luôn đi. Dạ thôi anh, nhiêu đó là đủ rồi chị. Đủ rồi ha. Dạ. Có cao ốm mập lùn gì không? Tất nhiên là em phải chọn cao hơn em rồi. Cao tại em cỡ 1m7 thôi. Em xin về tại sao em không có bạn trai? Tại sao ế? Không phải ế mà lại chờ người tử tế tới rước thôi. Không có tới rước không thì nếu mà bên đó đồng ý thì em cũng mang chầu cao tới rước.
Hôm nay từ Long An mình lên đây mình có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ có mẹ em chị. Mẹ đâu? Dạ mẹ. Dạ chào cô. Dạ chào Quyền Linh và Cát Tường. Dạ mình có hối thúc Phượng lấy chồng chưa cô? Cũng có. Cũng có mà hả? Phượng này cũng có tuổi. Dạ. Rồi cô thấy anh bên đó hợp. Mẹ thấy cũng được đó, mà tùy con à. Cô cũng muốn hỏi gì vậy? Anh này không? Cô phỏng vấn trực tiếp ảnh luôn đi cô. Thử coi qua vòng phỏng vấn không? Dạ chào cô. Dạ, chào con. Trước tiên hỏi ba má con còn đầy đủ không? Dạ còn cô ạ. Dạ hả? Con là trai lớn hay là sao? Dạ con là Út ạ. Dạ hả? Dạ con được mấy anh em? Dạ con được 7. Dạ rồi được dạ. Cô chấm gần chỗ đó đó. Tại vì cô có 2 đứa con gái à. Dạ. Giờ nó là Út. Dạ. Rồi cô thấy con đồng là cô chịu lên hả? Dạ. Dạ con cảm ơn cô. Đó, như mẹ là tót lọt rồi đó. Hôm nay mình đi đến chương trình có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ có chị ơi. Ai đâu? Dạ cô em với em gái. Dạ chào cô, chào em. Dạ chào anh Quyền Linh với lại chị Cát Tường ạ. Bên kia là bác coi như là đồng ý là anh trai của em rồi đó. Còn dạ. Riêng em thì em thấy chị Phượng sao? Dạ em thấy chị Phượng rất dễ thương anh Huy. Em có muốn nói gì với chị Phượng không? Em nói là anh em cũng rất tốt. Như là em gửi lời chào anh chị. Dạ cảm ơn. Cô thấy Phượng sao cô ơi? Quý ơi. Dạ. Cô thấy cháu bên đây dễ thương đẹp. Dạ. Nói chuyện chính xác. Nói chuyện chính xác cái chỗ đó là quan trọng lắm luôn á. Em trưởng không? Dạ không luôn. Ủa Huy ơi, Huy thích con gái ở miền nào Huy? Dạ miền Tây chị. Miền Tây là đây là đúng luôn rồi nè. Dạ. Bây giờ em còn có yêu cầu gì nữa hay không nè? Để chị qua chị nhìn mặt là. Dạ chào anh Quyền Linh. Chưa kịp coi là coi trước rồi. Coi nô mới. Anh sao? Sao? Anh thấy em thế nào? Dễ thương. Dạ cảm ơn anh. Có không thích điều gì ở người bạn trai không? Thì đó hồi nãy nghe bạn nói đó nói là không có gia trưởng là em cũng mừng lắm rồi. Xinh lắm. Nghe nè. Nhưng bây giờ lấy nhau về là ai giữ tiền? Nếu mà được cho phép thì chắc em. Để tiền hỏi bạn trai có dạ. Chuyện vậy không nha. Dạ chào chị. Chào bạn. Lấy vợ về ai giữ tiền? Em giao tài khoản hết luôn chị. Phải không? Mỗi tháng cho em 2-3 triệu đi làm được rồi. 3 triệu mà giao 3 triệu là hết rồi. Đâu có, anh làm xong 3 triệu lấy 3 triệu chết á. Xế là vui tính nè. Đứng lên coi tướng coi coi. Trời ơi, cười không thấy tôi ước đâu hết trơn á. Dễ thương ghê. Quá. Thôi mình có duyên được rồi. Cái quan trọng là mình chịu đưa tiền cho vợ giữ là được rồi. Dạ cảm ơn chị. Chúc mừng em bữa nay đã chọn được vợ. Dạ. Chị bấm giùm luôn. Dạ. Chị bấm vậy em chọn chị rồi. Chị thấy rất là chân thành. Chịu đưa tiền cho mình giữ là được rồi. Rồi chúng ta sẽ kéo màn lên. 2 phút bắt đầu. Rồi em chào anh. Chào em. Trời em đẹp hơn chị Cát Tường nữa. Dạ. Anh nói vậy là hơi quá rồi. Có đâu thì mình có sao nói vậy mà. Thì anh cũng là người miền Tây nên nói là chúng rất thật thà. Dạ. Có cái bụng như cái trống kìa. Dạ. Chắc anh thường đi nhậu lắm hả anh? Không có em, tại vì ăn no nhiều ngồi trên xe không à, đâu dám xuống xe đâu. À vậy hả? Anh làm bao lâu rồi? Lái cho công ty được 3 năm em. Thôi mình bấm nút đi. Trời ơi. Dạ. Trời. Con ta đâu dễ vậy, tự nhiên cầu hôn chưa chứ. Nôn dữ vậy. Phải hỏi để cho tao tìm hiểu tao có bấm hay không chứ. Thấy ảnh có xấu trai không? Dạ cũng được thôi. Cũng được hả? Cái dạ. Bụng bự có vấn đề gì không? Dạ không. Không giảm cân chập hay dục đi. Mấy người bụng bự mệt lắm. Không có, mốt em về em cho đi thể thao chị. Đi thể thao, chị. Đi thao mắc chạy xe cho sếp sao đi thể thao được. Không có, lúc đó phải còn có thời gian dành cho em chứ. Làm đâu mà chạy cho sếp binh dữ vậy. Biết đâu mấy mốt em chuyển qua nghề kinh doanh cho ảnh sao chị. Bây giờ lấy chồng có chịu lên thành phố làm dâu không? Dạ chồng ở đâu thì em ở đó thôi. À, thôi hai người nhấn chuông đi. Anh Linh đếm 1, 2, 3 đi anh. Trời em bấm nó hẹp đi. Anh đã đồng ý rồi. Hả? À? Dạ. Nụ cười này gian lắm nè. Suy nghĩ kỹ nha em nha. Không có em nhìn em cũng biết nữa à, chị. Chị làm mai cho em mà sao chị nói em vậy? Quá biểu chê bà Mai. Chị nói sao em đừng có phân tâm nha. Bây giờ chị giữa anh với em, giữa hai mình nói chuyện đã mình đến hẹn hò mình đừng có phân tâm gì cái chị không, nói không gì không cái đó là chị Cát Tường nhắc chừng em đó nhưng mà em nhìn thấy cũng có chút à. Tại vì á nói chung á là em cũng không thích nghề tài xế lắm, đi nhiều quá. Với em cũng nghe nhiều người nói là cũng hay có người này người kia vậy đó. Anh đi nhiều nhưng em mà khi thích. Mà anh đi làm không phải là giống như là dạng tài xế khác. Ta đi xa, còn này anh đi là làm có giờ có giấc. À, dù sáng 8 giờ làm thì dạ. 5 giờ anh về. Dạ. Chứ không có đi đâu nữa hết. Chừng nào đi tỉnh anh báo cho anh biết. Dạ. Hết thôi, rồi, hết giờ. Suy nghĩ kỹ nha, rồi quyết định nha. Hóp hóp cái bụng vô một chút để tao quyết định nè ông ơi. 3
bấm nút nha. Nắm tay nhau một cái coi có khác nắm vô lăng không? Em không? Nói gì với mẹ trước đi. Dạ thưa bác, nếu mà được thì xin bác sang năm con về con thưa ba mẹ con để cho hai chúng con thực chứng tại hôn nhân. Ê, trước tiên là một cơ hội cho hai bạn nha, để mình tìm hiểu nhau kỹ hơn ha. Dạ. Chúc mừng hai bạn. Dạ,